Tiếp theo, mời quý khán giả cập nhật thông tin thời tiết. Ngày hôm nay, Cần Thơ và các tỉnh Nam Bộ, thời tiết có dịu mát hơn những ngày trước không, chị Hồng Giao? Xin chào ngày mới quý vị khán giả. Sang đến ngày hôm nay ở Cần Thơ cũng như khắp khu vực Nam Bộ vẫn tiếp diễn nắng nóng. Tại thành phố Cần Thơ, lúc này thời tiết đang mát mẻ, nhiệt độ chỉ 27 độ C vào lúc 7 giờ. Đến 10 giờ, nhiệt độ tăng nhanh lên 32 độ C và đến 13 giờ là lúc nhiệt độ cao nhất trong ngày, 35 độ C, mức nắng nóng. Và mức nhiệt này sẽ duy trì đến khoảng 16 giờ. Sau đó, trời sẽ có mưa dông giúp cho bầu không khí dịu hơn hẳn. Không chỉ ở Cần Thơ mà trưa nay trời nắng nóng, nhiệt cao khắp khu vực tỉnh thành miền Tây Nam Bộ như là tại Cao Lãnh, Vĩnh Long, sang đến khu vực miền Đông Nam Bộ như tại thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Đồng Phú, Tây Ninh, 35, 36 độ C. Về chiều tối, Nam Bộ sẽ có mưa dông, cục bộ sẽ có những điểm mưa to với lượng mưa lên tới 50mm, tương ứng với những nơi có màu xanh đậm trên bản đồ. Ngoài nguy cơ gây ra ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, thì trong mưa dông, quý vị cần đề phòng cả về lốc sét và gió giật nguy hiểm. Tại thành phố Phú Quốc, ngày hôm nay tiết trời dịu mát hơn so với các nơi khác. Dự báo là trời có nắng với mức nhiệt cao nhất trong ngày không quá 32 độ C. Về chiều tối, trời sẽ chuyển mưa rào và có dông vài nơi, cần đề phòng về lốc sét và gió giật. Trên biển, khắp khu vực biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, Cà Mau Kiên Giang, trong ngày hôm nay trời có mưa dông lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km.